Chào các bạn, mình rất vui được gặp lại các bạn. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách giảm cân bằng những nguyên liệu hoa quả có trong tự nhiên, rất là hiệu quả và cực kỳ là dễ uống. Các bạn không cần ăn kiêng và các bạn không cần tập thể dục. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu như củ cà rốt, bột cam. Thì cà rốt các bạn hãy bỏ vỏ cho mình nha. Cà rốt, cam chúng ta hãy bóc lấy vỏ cam nhé các bạn. Chúng ta cần có vỏ chanh nữa. Các bạn hãy gọt cho mình vỏ chanh nhé. Một miếng gừng nhé các bạn ơi. Gừng trong công thức giảm béo của tôi thì các bạn chỉ cần rửa sạch và làm sạch nó, để nguyên vỏ nhé các bạn. Các bạn thái mỏng. Đây là lụ đinh hương này các bạn này. Lụ đinh hương, các bạn hãy cho thêm khoảng 4-5 lụ đinh hương cho mình như thế này. Rồi, vậy nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay sẽ có 5 thứ như thế này các bạn nhé. Lụ đinh hương, vỏ chanh, vỏ cam, gừng và cà rốt. Các bạn hãy cho tất cả vào nồi. Các bạn hãy cho thêm 1 lít nước. 1 lít hỗn hợp của chúng ta đã sôi. Khi sôi rồi các bạn hãy để lửa nhỏ 10 phút nha các bạn. Các bạn giảm lửa đi và để 10 phút ở trên bếp. Các bạn để nhỏ lửa 10 phút, các bạn bỏ ra rồi thì các bạn cho thêm một bó rau mùi vào cho mình nhé các bạn. Và ngâm thêm 20 phút nữa. Khi các bạn thấy nước đạt đến độ ấm ấm rồi thì chúng ta hãy lọc lấy cái nước cốt. Các bạn hãy cho thêm một thìa mật ong vào cho dễ uống nha. Rồi các bạn đảo lên cho mình. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cốc nước uống để giảm cân cực kỳ hiệu quả, đốt mỡ bụng rất là tốt. Các bạn hãy uống trước bữa ăn 20 phút. Bạn nào béo phì hãy uống một ngày 3 cốc này và các bạn hãy làm như vậy liên tục trong 7 đến 10 ngày thì các bạn sẽ giảm được số cân như các bạn muốn. Rồi, video của mình kết thúc ở đây rồi. Mình chúc các bạn thành công. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt các bạn. Bye bye.